và Minh Châu xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ý, quý vị khán giả ơi, cô Thảo có trái táo dễ thương quá kìa. Cô Thảo chào em đúng không? Không phải. Em biết rồi, cô Thảo định làm bánh táo chứ gì. Cũng đoán sai luôn. Đâu phải táo chỉ có sử dụng để mà làm bánh hoặc là làm salad đâu. Có thể làm rất là nhiều món chính rất là ngon nữa. Ha, hèn chi trong các nhà hàng Tây á, em thấy là hay có các món mà làm từ táo, cả món mặn lẫn món ngọt luôn á. Chắc là phải có lý do đúng không cô? Chính xác rồi, là vì ở các nước phương Tây á, thì táo là một cái loại trái cây rất là phổ biến và có rất là nhiều. Cho nên là các đầu bếp có thể chế biến ra nhiều món rất là phong phú từ táo nè. Về dinh dưỡng thì là trong táo có chứa một cái loại axit có tác dụng chống béo phì, cho nên là khi mà chế biến những cái món béo hoặc là những cái món ngọt thì các đầu bếp thường hay sử dụng táo để giúp tăng khẩu vị mà lại làm giảm cái độ béo trong món ăn nữa. Trời ơi, cô Thảo ơi, mấy cái đó hay quá. Nhưng mà em không có biết tại cao siêu quá. Em chỉ biết hả, táo là mỹ phẩm làm đẹp thôi, vừa giúp cho phụ nữ hả đẹp da nè, trắng da nè, còn trắng răng nữa. Đúng rồi. Vậy thì chắc chắn táo là loại trái cây số 1 rồi. Cho nên ngày hôm nay đầu bếp số 1 hãy chế biến loại trái cây số 1 thành một món hè vui khỏe số 1 nha. Được rồi, theo lời yêu cầu của Minh Châu thì cô sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một món ăn cực kỳ nhanh, cực kỳ ngon, đó là món gà nướng táo. Để thực hiện món gà nướng táo thì chúng ta cần chuẩn bị đầu tiên là một gốc tư gà lóc vỏ xương nè, một trái táo xanh, 100g thính bánh mì, khoảng 20g bơ thơm, một ít tỏi xay, một miếng chanh, một ít rượu vang trắng, các loại gia vị thông thường, hạt nêm aji ngon và sốt mayonnaise Lisa. Giai đoạn đầu tiên đó là chúng ta sẽ ướp thịt gà đó Minh Châu. Bây giờ chúng ta sẽ ướp vào khoảng 2/3 muỗng cà phê hạt nêm nè, một ít tiêu. Sau đó cô thêm khoảng chừng một muỗng cà phê tỏi băm. Và cuối cùng cô ướp thêm một ít rượu vang trắng nữa. Wow, hình như là trong các món ăn mà có xuất xứ từ châu Âu thì mình hay ướp rượu đúng không cô? Ừ, đúng rồi, đặc biệt là những món chúng ta chế biến từ thịt gà, thịt bò hoặc là cá cũng vậy, chúng ta cho một chút rượu vào. Đối với món gà nướng táo này chúng ta sẽ cho một ít rượu vang trắng hoặc là rượu thơm, sẽ làm cho món ăn có cái hương vị thơm rất là ngon. Táo thì đầu tiên cô sẽ gọt vỏ đi. Cô sẽ cắt phần trái táo này ra và mình sẽ bỏ phần cuống đi. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt muối như thế này. Bây giờ thì táo cô cắt xong rồi, Minh Châu nhớ lưu ý một điều nha. Táo khi mà chúng ta cắt xong á thì là ngay lập tức là chúng ta phải lấy một cái tô, cho một miếng nước vào và vắt vào một miếng chanh. Độ chua của axit ở trong chanh sẽ giúp cho cái miếng táo này không bị thâm đen. Bây giờ chúng ta sang giai đoạn áp chảo. Chúng ta chờ cho bếp nóng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho phần táo này vào. Dạ. Thì mới bắt đầu hơi xe cạnh chút xíu như thế này nè. Wow. Đó, Minh Châu thấy không, là cô dạ. sẽ trở lại ngay. Như vậy là mình chỉ cần chờ vàng đều hai mặt táo là được rồi. Rồi bây giờ đã xong rồi thì cô sẽ trút hết cái phần táo này ra. Kế đó chúng ta lại tiếp tục bật bếp lên và cô cho gà vào, tiếp tục áp chảo để cho phần da gà nó săn lại. Nhưng mà chúng ta cũng nên cho một chút xíu dầu vào, vì nếu mà nó khô quá thì cũng sẽ không ngon. Dạ. Tương tự như là táo như vậy thì chúng ta áp chảo một mặt, xong rồi sau đó chúng ta trở sang mặt còn lại. Sau khi áp chảo đều hai mặt rồi, cô tắt bếp và lấy ra dĩa. Dạ. Chúng ta sẽ lấy thính bánh mì ra, sau đó cô sẽ để cái miếng gà này vào. Ồ. Cô rắc đều thính bánh mì cả hai mặt luôn. Khi mà chúng ta áo xung quanh một cái lớp thính bánh mì như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái lớp vỏ vàng giòn ở phía bên ngoài món ăn. Và khi chúng ta nướng xong thì món ăn sẽ rất là thơm và ngon. Bây giờ để nướng thì cô còn sử dụng một nguyên liệu nữa, đó là một cái tờ giấy bạc, một cái miếng giấy bạc như thế này. Dạ. Cái phần bơ lúc nãy cô chuẩn bị khoảng chừng 20g bơ. Dạ. Cô sẽ lấy cái phần bơ này và cô sẽ trét đều lên trên cái miếng giấy bạc. Cô sẽ xếp những cái miếng táo này lên. Kế đó cô lấy cái phần gà này đặt lên trên táo. Cô sẽ cho một ít sốt mayonnaise Lisa lên trên. Sốt mayonnaise Lisa có vị chua béo rất là dịu. Và khi chúng ta trét lên trên món ăn như thế này sẽ làm cho món ăn có thêm vị ngon và rất là thơm. Mà lại không bị khô nữa chứ. Và tiếp tục cho phần táo lên trên cùng. Hai lớp táo ở hai bên như thế này, khi chúng ta bọc giấy bạc và chúng ta nướng á, thì cái hương vị táo nó sẽ thấm đều vào trong miếng gà, làm cho món ăn của chúng ta có mùi thơm ngon rất là đặc biệt. Rồi, như vậy cô đã gói xong cái phần gà này vào trong cái lớp giấy bạc rồi. Kế đó cô sẽ lấy một cái vỉ như thế này. Dạ. Cho cái miếng gà vào và cô đặt lên trên bếp ga nướng thôi. Chúng ta chỉ cần 10 phút thôi là gà sẽ chín. Minh Châu có thể tắt bếp đi. Giờ chúng ta mở gà ra.
Và bây giờ thì cô sẽ trút cái phần gà này ra. Rồi cô sẽ cho gà ra. Tiếp tục những cái miếng táo này cô sẽ bày thêm ở xung quanh nè. Món ăn đã hoàn tất rồi. Sau khi món ăn hoàn tất rồi thì chắc chắn là cô không thể nào quên để cho Minh Châu thưởng thức nè. Em cảm ơn cô Thảo. Mùi thì thơm thiệt đó. Ăn sau đây. Gà thì nhờ cái lớp thính ở bên ngoài cho nên là có màu vàng giòn đẹp nè, mà ăn vào bùi bùi thơm thơm giống như cô Thảo nói đó, có mùi vị của rượu nè, của bơ nè, của mayonnaise nè, sự kết hợp này rất là hài hòa. Cô cảm ơn Minh Châu rất nhiều và mong rằng quý vị khán giả cũng sẽ có thêm một món hè vui khỏe vào trong dịp mùa hè này. Đây là một món ăn mà có thể cung cấp dưỡng chất nè, vừa ngon vừa bổ dưỡng mà lại rất là dễ làm, thích hợp cho những bữa tiệc gia đình vào cuối tuần. Món hè vui khỏe. Như vậy là trong suốt một tháng vừa qua, chương trình đã gửi đến cho quý vị rất nhiều những món ăn ngon trong chủ đề món hè vui khỏe. Chắc chắn là quý vị đã kịp ghi nhận lại và đã thực hiện thành công rồi đúng không nào? Nếu như quý vị đã thực hiện thì hãy chia sẻ cảm nhận cũng như những ý kiến đóng góp của mình đến cho chương trình thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 083-823-7557. Còn bây giờ, cô Diệu Thảo và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!